gặp lại các bạn trong chương trình Dễ Dàng Nỗi Nhẹ. Hôm nay trong chương trình hôm nay, trước khi vào clip hướng dẫn thì mình sẽ rất cảm ơn các bạn trong thời gian vừa qua. Những clip mình up lên mạng thì đã cũng gặp được những sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều. Và kể từ ngày hôm nay mình sẽ cố gắng làm tất cả những bài hát mà quen thuộc, giống như là được nhiều người yêu thích, để cho các bạn tập và đệm để cho người ta hát. Và với bài hôm nay mình hướng dẫn các bạn, đó là một bài cũng khá là quen thuộc với tất cả những các bạn mà đi đàm, điểm đàn cho người khác hát. Đó là cái bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương Một của Ngọc Sơn. Với cái bài này thì chúng ta chơi điệu cha 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 và tông là rê thứ các bạn. Tempo các bạn chỉnh 132 đi. Và hai tiếng cơ bản trong bài này chúng ta phải nhớ đó là tiếng guitar. Và tiếng thứ hai các bạn nhớ chú ý cho mình, đó là tiếng rasp. Rasp thì tùy các bạn muốn chọn rasp nào. Ở đây mình sẽ chọn tiếng rasp session. Rồi cho nó dài chút xíu các bạn. Rồi bây giờ thẳng vào intro đi, để rồi mình sẽ nói được bạn luôn intro nha các bạn. Đây các bạn nghe thử intro một lần nha. Bài luôn các bạn. Bất kỳ nút si nào trong bài này mình nói là cái điều si dán nha các bạn. Vì nếu tông mình chúng ta chơi trong rê thứ thì nút si chúng ta sử dụng si dán. Vậy bây giờ hợp âm đầu tiên si 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 dán các bạn, si dán trưởng các bạn. Si si đô trưởng, đô đô la trưởng, la la fa trưởng, fa la đô, fa la đô. Rồi các bạn cứ bấm theo cái thứ nụ nốt mình chỉ dễ bấm. Si si đô đô la la fa. Ok các bạn. Rồi lần thứ hai chúng ta sẽ làm y chang như vậy, nhưng mà thay vì hợp âm pha thì pha trưởng này chúng ta sẽ đổi là rê thứ. Ví dụ nè, là như thế này. Đi si đô đô la la rê. Này khác, này hồi nãy là la la pha, bây giờ la la rê la trưởng các bạn. Rồi, rồi kết hợp với trống này mình làm thử các bạn nha. Và chú ý đây. Si si đô đô la la pha. Si si đô đô la la rê. Đánh nghe phát mạnh. Si si đô đô la la fa, si si đô đô la la re. Ok các bạn ha. Rồi bây giờ tới cái tiếng rát. Rồi rát là như thế nào? Re re đô, các bạn nhớ nốt không? Thôi ghi nốt ha, không thuộc các bạn ha. Re 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 đô la fa mi re đô, nhớ chưa các bạn? Re re đô la fa mi re đô. Rồi tiếp theo hợp âm luôn. Re re đô re re re, hợp âm re thứ. Re đô, hợp âm đô trưởng. La fa mi re đô, vẫn là đô trưởng. Rồi la re đô, la re đô. À, vẫn là đô trưởng luôn. Fa la son fa re. Trở về re thứ. Rồi, phần đó là như thế này. Ok các bạn. Rồi, đó, rồi, tiếp theo cũng với như này, như giống như phần đó thôi, nhưng mà cái câu cuối mới đổi khác nha. Rê rê đô, rê rê đô, la fa mi rê đô, la rê đô. Thay vì nãy fa la sa fa rê thì câu này mình sẽ rõ qua là la fa rê đô rê. Ok các bạn. Rồi, là mình làm nha các bạn. Fa rê đô rê. Rồi. Ôi, đó là xong phần intro, mình làm lại toàn bộ intro các bạn nắm nha. Đây. Vô bài nha các bạn. Hỡi người yêu, hỡi hợp rê thứ. Người yêu đô trưởng, em như son thứ, ngàn ánh sao là trưởng. Hỡi người yêu đô trưởng, em như son thứ, ngàn ánh sao là trưởng. Bừng lên son thứ, trong màn đêm vẫn là son thứ. Lung linh đẹp xinh là rê thứ. Rồi những phút thần tiên giống đoạn đó luôn. Rồi những phút thần tiên đô trưởng. Bên em son thứ, lòng ngất ngay la trưởng. Chào dân trong lòng anh son thứ. Rồi đam mê cuồng say qua rê. Rồi tiếp theo.
Mình yêu qua pha trưởng, mình yêu nhau đi, và yêu son thứ, và yêu nhau hoài nhé em. La trưởng, kề vai pha trưởng, kề vai bên nhau, cùng say son thứ xưa, cùng say xưa, cùng nhạc tình. La trưởng rồi trở gì đi thư cái là rồi mình vui qua ông pha trưởng đêm nay, và trao son thứ nhau tình đắm say. La trưởng này em yêu ơi, vẫn là pha trưởng rồi này, này em yêu ơi, tình anh qua đôi trưởng các bạn, tình anh ai muốn đó là chúng ta sẽ bỏ la trưởng các bạn. Đó, ok nhớ không âm chưa các bạn à. Khói người yêu em như ngàn ánh sao lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh, những phút thần tiên là bên em lòng ngất ngây, trôi dần trong lòng anh nè, đam mê cuốn say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé em, kề vai bên nhau cùng say xưa cùng nhạc tình. Người vui đêm nay và trao nhau tình đắm say. Này em yêu ơi, tình anh lại muốn nói. Ok, với cái phần này thì các bạn đệm như thế nào, thì cách đệm cha 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 thì các bạn xem lại cái lý hướng dẫn cha 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 trước đó của mình, mình đã hướng dẫn các bạn đệm cha cha thế nào, thì bây giờ áp dụng vô, mình áp dụng vô bài hôm nay bây giờ nè. Thì các bạn nếu các bạn không ấy thì bạn cứ đánh theo cái hợp âm thôi cũng được, đánh bình thường thôi, nhận tới ngay nhịp thì chúng ta giảm hợp âm thôi, vậy là ok rồi, thì người ta hát là ok rồi các bạn, chúng ta không cần phải làm nhiều là phức tạp quá, nhiều khi nó cũng mất hay các bạn. Mình chỉ là chỉ cách các bạn làm sao cho các bạn đơn giản nhất mà các bạn hát mình hiệu quả nhất thôi, hay nhất thôi. Rồi anh muốn nói rồi, tôi bảo rằng anh yêu em, chúng ta sẽ đệm vô phá là phá rê được chưa các bạn, rằng anh yêu em rê thứ phá là phá rê. Hiểu ngay phút ban đầu đôi trưởng, rồi chúng ta sẽ đệm vô là mi son son mi đô, rồi tình cờ mình quen nhau mi son son mi đô tiếp, trong ánh mắt em chào, rồi cái này chỗ này vẫn như trong ánh mắt em chào, vẫn là rê thứ, xong của chúng ta sẽ đệm cái nốt như thế này, rê đô si la, ví dụ vô rằng anh yêu em, hiểu ngay phút ban đầu tình cờ mình quen nhau, trong anh mắt em chào, này rê đô si la, rê đô si la, chúng ta sẽ giảm thêm một cái nữa, chúng ta sẽ sử dụng nút side stop, rê đô si la, rồi này em yêu ơi, cũng như chàng gặp giống như cũ, yêu nhất trên đời mới sợ sợ mới đâu, và chỉ mình em thôi, trong trái tim anh, vâng là rê thứ, rồi giảm xong thì là hết bài. Quá đơn giản các bạn. Và bây giờ tới dàn tấu thì có một cái phần intro này mình sẽ chỉ thêm các bạn thôi. Còn nếu dàn tấu nếu mà các bạn không thích thì các bạn cứ làm theo giống như từ lúc đầu. Rồi vậy thôi, thế thôi. Còn bây giờ mình sẽ chỉ thêm một cái chút xíu cái phần dàn tấu, có cái dàn tấu mới thì cũng tương đối cũng hay mình nghe được. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nghe thử cái phần dàn tấu. Phần cái phần gian tấu này thì mình sẽ nói mình nốt cái chỗ này, có thêm phần này các bạn, rê rê đô rê đô rê đô rê, ba cái đô rê đô rê rê đô rê mi fa mi đô si si đô si đô si đô, ba cái si đô si đô si đô, chú ý là bạn chú ý là nè, rê đô rê đô rê đô rê đô rê mi fa mi đô si đô si đô si đô,
Rồi tiếp các bạn ha. Si do re fa mi re do re do re do re. Do re mi fa mi do si si do si do si do. Rồi, si do re fa mi re re do. Rồi chúng ta sẽ bắt cái chỗ mà re re do là fa mi re do giống như cái phần đầu intro các bạn. Đây, mình làm lại các bạn. Ok các bạn. Rồi, vậy là cái phần gian tấu chúng ta làm y chang lại lặp lại cái phần đó. Rồi xong người ta hát hết lần gian hao thấu rồi ta hát hết lại một bài. Một lần nữa thì các bạn đem giống như phần đầu, nhưng cái chỗ này nè. Trong cái phần coi như là lần thứ hai chúng ta sẽ lặp lại hát hết bài, cái phần chỗ hết bài đó. Sau khi hết bài chúng ta sẽ người ta sẽ hát lặp lại cái phần điệp khúc một vài lần nữa, thì ngay chỗ cái giữa cái chỗ đó đó, giữa cái phần chỗ trước đó và đến cái phần lặp lại đó, thì người ta sẽ đệm, mình sẽ đệm vô một cái câu này re fa re mi, ví dụ trong ánh mắt em trao này em yêu ơi, ví dụ như vậy đó. Có nghĩa là cái chỗ mà gián tiếp giữa cái phần lặp lại đó, người ta sẽ đệm, mình sẽ đệm, chúng ta sẽ đệm vô cái câu là re fa re mi rằng anh yêu em, sẽ lặp lại cái phần điệp khúc à re fa re mi. À, các bạn chú ý, nếu các bạn không thích thì thôi, các bạn để vậy luôn cũng được, cũng không sao cả. Vậy là xong bài ha các bạn. Vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn đệm hát bài Lời Tỏ Tình Dễ Thương, một sáng tác của Ngọc Sơn và do chính anh trình bày luôn. Bài rất là hay, bài rất là thích. Các bạn nhớ chú ý bằng các bạn xem cái clip mà đệm cha cha cha, mình hướng dẫn các bạn đệm cha cha để các bạn đệm những cái khúc đoạn giữa đó các bạn, cái phần mà người ta ca đó, thì các bạn sẽ đệm như thế nào. Ví dụ nè, ví dụ nè, và trao nhập tình đắm say. Đệm này là cái cách đệm của cái thứ hai của bên cha 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 đó, mình chỉ rằng có cách thứ hai đó là có nghĩa là bỏ phách mạnh rồi tách tách ngay phách hai, rồi phách ba mình bỏ, rồi cái chỗ dẫn chân lên mình đệm nó, ví dụ nè. Các bạn nhớ không? Đó là cách đó, đó là chúng ta sẽ đệm áp dụng vào trong bên đây. Nếu như các bạn thắc mắc thì các bạn có thể xem vào clip đó để hướng dẫn đệm cha 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 của mình. Trong clip rồi thì các bạn theo đó thì chúng ta sẽ đệm vào cái giai điệu của bài trong quá trình người ta hát. Ok các bạn ha, học âm thì của bài này cũng khá là dễ. Rồi vậy là chúng ta đã xong bài rồi. Hôm nay rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi phần dạy hôm nay của mình. Mình sẽ cố gắng làm thật là nhiều clip để hướng dẫn các bạn thêm nữa. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Có gì thì các bạn cứ alo cho mình đi, mình cũng có để lại số điện thoại trên những cái clip á, thì các bạn cứ alo cho mình, ví dụ bạn nào bạn thấy cần thiết thì có thể đến lớp mình cũng có thể cũng có dạy. Ok các bạn, cảm ơn các bạn, chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Rồi nhớ chia sẻ cho mình nha các bạn. Rồi bye bye các bạn.